Thượng từ bạn lãnh đạo công ty Lô Hội. Và một lần nữa xin được trân trọng chúc mừng và mời đến về sân khấu cặp vợ chồng Bùi Văn Tài và Trần Thị Đơn. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu vợ chồng Senior Manager Phùng Thị Tâm và Nguyễn Văn Vượng. Và xin được chúc mừng cặp vợ chồng quản lý Đinh Thị Lý và Nguyễn Trung Hoa. Chúng ta, những FPO đã đạt được những thành quả tuyệt vời trong năm 2019 với phần tôn vinh công nhận FOCO. Senior Minister Trần Thị Phương Dung với danh hiệu FOCO Best Equipment. Và xin Senior Minister Bùi Văn Tài và Trần Thị Dương với danh hiệu FOCO Best Detection. Và chúng tôi xin được chúc mừng. Vâng, và mời